Đây là mộ của Nguyễn Bá Thanh ở Quảng Nam. Và trong đây là nhà để bỏ những bức hình tưởng niệm. Tiểu sử tóm tắt. Sinh ngày 8 tháng 4 năm 53 tại thôn Thân Dương, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Tiến sĩ quản lý kinh tế nông nghiệp.